Mười nói rồi, mười muốn chia tay với Quỳnh. Chia tay với Quỳnh, Quỳnh nghe không hiểu sao? Mười không cần Quỳnh bảo vệ, không cần Quỳnh giúp mười nhìn nhiều mười đi. Một người dựa dẫm Quỳnh như vậy sẽ khiến cho mười căm hận. Không phải mười phụ thuộc Quỳnh, là Quỳnh phụ thuộc mười, có được không? Không được. Quỳnh như vậy sẽ khiến mười khinh thường. Quỳnh đi đi, rời xa mười đi. Quỳnh làm gì vậy? Buông tay ra đi. Kỳ đình nuôi không còn lăng giác giác hơi, khi nước sông không còn còn chảy, khi thời gian dừng lại bất phân ngày đêm, khi dáng dấp trên đời đã biến mất tiêu, Quỳnh vẫn không thể chia tay với mùi đâu, không thể chia tay với mùi. Sự dịu dàng của mùi là thứ lớn nhất Quỳnh vinh dự trong đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.